Và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì xin được mời quý vị hãy cùng đón nhận một điệu nhảy của cô Liên, muốn được giao lưu với chúng ta với một ca khúc rất là dí dỏm và rất là hay, ca khúc mang tựa đề Câu Chuyện Nhỏ Của Tôi. Vâng ạ, xin mời quý vị hãy tặng cho cô Liên một tràng pháo tay thật lớn ạ. Cô Liên ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, xin được cảm